Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Trung Quốc đã tiến hành di rời giàn khoan Hải Dương 981 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay. Cục Hải sự Trung Quốc thông báo qua Đài Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 được hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý một giờ. Giàn khoan 981 sẽ di chuyển về phía đông nam đảo Tri Tôn 25 hải lý. Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dự kiến giàn khoan Hải Dương 981 được Trung Quốc dịch chuyển đến vị trí mới trước 10 giờ 30 phút hôm nay và giàn khoan này vẫn nằm sâu trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.